Bạn đang đến với bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý. Cựu nhà phân tích của CIA Larry Johnson cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Daniel David Deep Dive rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang phải chịu tổn thất tương đương với một lữ đoàn mỗi ngày. Ukraine đang mất tới 2.000 người mỗi ngày. Họ mất một lữ đoàn mỗi ngày. Họ không có quân dự bị vô hạn. Chỉ trong 6 tháng, tôi nghĩ số người thiệt mạng là 55.000 người. Thật khủng khiếp. Ông lưu ý trong cuộc phỏng vấn, cũng theo nhà phân tích, quân đội Nga đang cắt đứt các tuyến tiếp tế chính mà người Ukraine dựa vào trong 10 năm qua ở Donbass. Kết quả là lực lượng vũ trang Ukraine đang trên bờ vực sụp đổ hoàn toàn, ông Johnson nói thêm. Cựu chuyên gia CIA cho rằng, ở đây có thể vẽ ra một sự song song. Mọi thứ xảy ra với Tổng thống Joe Biden dường như cũng đang xảy ra với Ukraine. Khi ông Biden rút lui dần, sự sụp đổ của Ukraine ngày càng gia tăng. Theo Bộ Quốc phòng Nga hôm 27 tháng 7, tổng thiệt hại mỗi ngày của quân đội Ukraine lên tới 1.910 người, 14 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 30 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cũng như 29 đơn vị xe quân sự đặc biệt. Bên cạnh đó, sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu Daniel David đã nói trên kênh YouTube Deep Dive rằng Ukraine không thể chịu đựng được các cuộc tấn công tên lửa của Nga trên khắp đất nước. Ông nói, ý tôi là tên lửa của Nga đã xâm nhập vào toàn bộ đất nước và chúng gần như không thể ngăn chặn được. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh đến tên lửa có sức nổ mạnh và bom thông minh mà quân đội Nga đã phóng từ máy bay chiến đấu. Davis nhấn mạnh rằng, ngay khi lực lượng vũ trang Ukraine nhận được Patriot hoặc bất kỳ hệ thống phòng không nào quan trọng khác, phương Tây vẫn không thể cung cấp cho họ số lượng đạn pháo cần thiết. Vào tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố khởi động sản xuất hàng loạt bom trên không có sức nổ mạnh 3 tấn FAB-3000. Như chuyên gia quân sự Nga Alexei Lienkov đã nói với RIA Novosti rằng, quả bom trên không nặng 3 tấn có sức công phá lớn đến mức nó có thể sử dụng để tấn công các khu vực đặc biệt kiên cố. Ngoài ra, các công nghệ mới trên thực tế sẽ biến nó thành một loại vũ khí có độ chính xác cao. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tích cực sử dụng bom trên không, được trang bị mô đun điều chỉnh và lập kế hoạch phổ quát UMPC trong khu vực quân sự phía Tây Bắc. Máy bay chiến đấu có thể tấn công vào các khu vực kiên cố của lực lượng vũ trang Ukraine mà không phải hứng chịu hỏa lực từ hệ thống tên lửa phòng không của đối phương. Ông Putin nói rằng việc máy bay ném bom của Nga vào Trung Quốc tuần tra gần không phận Mỹ là phản ứng đáp trả của hành động trinh sát của Washington tại các khu vực nhạy cảm. Theo RT, trong ngày 28 tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu trong khuôn khổ lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Hải quân Nga. Tại đây, chủ nhân Điện Kremlin đã lên tiếng về việc máy bay ném bom của Nga vào Trung Quốc tuần tra chung gần Alaska. Ông Putin nói, kể từ khi kết thúc xung đột, chúng tôi đã nghĩ rằng các máy bay của Nga không cần phải tiến hành tuần tra xa biên giới nữa. Tuy vậy, Mỹ không đáp lại thiện chí này và tiếp tục trinh sát tại khu vực trên thế giới mà Nga đang coi là nhạy cảm. Việc tuần tra gần bờ biển Alaska là cách phản ứng của chúng tôi nhằm đảm bảo an ninh ở khu vực châu Á. Vào ngày 24 tháng 7, máy bay ném bom của Nga và Trung Quốc đã thực hiện các cuộc tuần tra chung gần không phận của Mỹ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên máy bay của Nga và Trung Quốc cất cánh từ một căn cứ ở đông bắc nước Nga và cũng là lần đầu tiên một máy bay ném bom của Trung Quốc bay trong vùng nhận diện phòng không Alaska. Trong bình luận của mình, Tổng thống Putin cũng chỉ trích việc Mỹ muốn triển khai tên lửa tầm xa ở Đức. Chủ nhân Điện Kremlin đã khẳng định Nga sẽ đưa ra những biện pháp đối phó tương ứng để đáp trả động thái này. Ông Putin nhận xét, tình huống này gợi nhớ tới các sự kiện trong thời chiến tranh lạnh khi Mỹ đặt tên lửa ở tầm trung ở châu Âu. Kế hoạch của Washington sẽ mang lại những nguy cơ an ninh lớn và khi các tên lửa này có thể bay tới các cơ sở trên lãnh thổ Nga trong 10 phút. Vào đầu tháng 7, Mỹ đã thông báo về kế hoạch bố trí tên lửa tầm xa ở Đức từ năm 2026 nhằm thể hiện cam kết tăng cường năng lực phòng thủ chung của NATO. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng Ukraine đủ sức mạnh để đạt được các mục tiêu của mình sau cuộc trò chuyện với ông Oleksandr Zelensky, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine. Trong bài phát biểu hàng đêm, ông Zelensky nhấn mạnh, tôi đã trao đổi với Tổng tư lệnh Zelensky về các hành động của chúng ta hiện tại và trong tương lai gần. Ukraine có đủ sức mạnh để đạt được mục tiêu của mình. Tôi biết ơn tất cả mọi người đã đảm bảo điều này bằng sức mạnh của họ. Trong bài phát biểu của mình, ông Zelensky đã khen ngợi lữ đoàn nhảy dù số 25, đơn vị chiến đấu trên mặt đất Pokrovsk và lữ đoàn tấn công đường không số 95, đơn vị chiến đấu trên mặt đất Toretsk vì sức mạnh và hiệu quả phi thường trong tuần này và trong suốt nhiều tuần của cuộc xung đột.
Ông cũng khen ngợi Cục Tình báo Quốc phòng số 9 của Ukraine DIU vì độ chính xác ở khoảng cách gần 1.800 km tính từ biên giới của chúng ta. Ông Zelensky cũng đã nhắc đến kỷ niệm 2 năm ngay xảy ra sự kiện ở trại tù binh trong cuộc xung đột ở khu vực định cư bị chiếm đóng Olenovka. Đây là một trong những tội ác khủng khiếp nhất của Nga trong cuộc xung đột này. Nga phải chịu trách nhiệm về điều này. Ông Zelensky nhấn mạnh, không có kịch bản nào mà những kẻ sát nhân này không bị trừng trị. Thưa quý vị, mới đây Mỹ tiết lộ về điều kiện Nga đặt ra liên quan đến Ukraine để nối lại đối thoại kiểm soát vũ khí. Trong khi Trung Quốc tiếp tục nỗ lực ngoại giao con thoi để giải quyết xung đột Moscow-Kiev, ngày 25 tháng 7, hãng tin Sputnik của Nga dẫn lời trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Cục Kiểm soát Xác minh và Tuân thủ Vũ khí Mallory Stewart cho biết, phía Nga đã đề nghị nước này chấp thuận một số yêu cầu, trong đó có việc từ chối hỗ trợ Ukraine để nối lại đối thoại song phương về kiểm soát vũ khí. Trong bài phát biểu tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, bà Stewart khẳng định, Washington không có ý định chấm dứt hỗ trợ Ukraine để đổi lấy điều đó. Sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine, các kênh đối thoại với Mỹ, đặc biệt liên quan đến cơ chế kiểm soát vũ khí giữa hai cường quốc hạt nhân này, đều bị đình trệ. Cùng với đó, Mỹ đã ngừng đối thoại về việc trả lại tài sản bị phong tỏa của Nga. Việc này đang làm gia tăng căng thẳng và đặt ra câu hỏi về việc tuân thủ luật quốc tế. Theo đại sứ Nga tại Mỹ, Anatoly Antonov, Mỹ đã hoàn toàn dừng đối thoại về việc trả lại tài sản ngoại giao của Nga. Theo ông Antonov, các cuộc đàm phán về vấn đề này đã không được tổ chức trong thời gian dài. Theo chuyên gia Blokin, khi một bên sẵn sàng tiến hành đàm phán, nhưng bên kia lại từ chối lựa chọn này thì không thể đạt được điều gì. Trước khi tiến hành đối thoại trên diện rộng, cần phải quay lại với những điều cơ bản. Các nhà ngoại giao phải gặp gỡ và đàm phán. Hiện tại, Mỹ không quan tâm đến điều này. Chuyên gia Blokin cho rằng việc Mỹ dừng đối thoại về việc trả lại tài sản bị đóng băng của Nga không chỉ gây căng thẳng trong quan hệ hai nước mà còn vi phạm các điều khoản quốc tế mà Washington đã ký kết. Điều này thể hiện sự bất đồng sâu sắc giữa hai quốc gia và ảnh hưởng tiêu cực đến nỗ lực khôi phục mối quan hệ ngoại giao. Liên quan đến xung đột ở Ukraine, cùng ngày 25 tháng 7, trưởng phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, đại sứ Phu Cong, đã kêu gọi tất cả các bên tìm kiếm một giải pháp chính trị thông qua sớm chấm dứt giao tranh vì lợi ích tốt nhất cho tất cả. Phát biểu tại một cuộc họp báo của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cung cấp vũ khí cho Ukraine, đánh giá về thực trạng vận chuyển vũ khí và đạn dược ra tiền tuyến, đại sứ Phu Cong cho rằng, điều này sẽ chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng và làm sâu sắc thêm sự tàn khốc, nguy hiểm và khó lường mà cuộc giao tranh mang lại. Theo ông Phu Cong, điều này dẫn đến nhiều thương vong vô tội hơn, làm suy yếu hy vọng về một kết thúc hòa bình cho một cuộc giao tranh và gây ra nhiều tác động tiêu cực hơn đến hòa bình và ổn định trong khu vực. Đại sứ Phu Cong cho rằng hiện tại trọng tâm cần tập trung là việc tuân thủ ba nguyên tắc gồm không mở rộng tiền tuyến, không gia tăng xung đột và không thổi bùng ngọn lửa của bất kỳ bên nào để có thể hạ nhiệt tình hình càng sớm càng tốt. Trong khi đó, ngày 26 tháng 7, Bắc Kinh thông báo đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu Lý Huy sẽ tới Brazil, Nam Phi và Indonesia trong khuôn khổ chuyến công du ngoại giao con thoi thứ tư về Ukraine từ ngày 28 tháng 7. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh, ông Lý Huy sẽ trao đổi quan điểm với các thành viên quan trọng của bán cầu Nam về tình hình hiện nay cũng như tiến trình đàm phán hòa bình, nghiên cứu cách thức hạ nhiệt xung đột, đồng thời tích lũy các điều kiện để khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình. Trong tuyên bố mới đây, trợ lý Tổng thống Nga Nikolai Pachusev cho biết Mỹ đang muốn lập các trung tâm hậu cần tại khu vực Biển Đen để đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí cho Ukraine và triển khai vũ khí tầm xa. Đài Sputnik của Nga dẫn lời ông Pachusev cho biết, tại các quốc gia trong khu vực Biển Đen, Mỹ có ý định thành lập các trung tâm hậu cần để đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, cũng như triển khai vũ khí tầm xa hiện đại. Vị quan chức này nói thêm rằng, tại hội nghị thượng đỉnh Washington, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã trình bày các kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự và đối đầu ở Biển Đen. Ông lưu ý không thể nói đến việc tàu của các nước phương Tây hỗ trợ Kiev đi qua các cảng của biển Azov mà không bị cản trở. Ông cho rằng với việc các nước phương Tây trực tiếp ủng hộ Kiev trong việc tiến hành các hoạt động quân sự và tấn công bạo lực chống lại Nga, bất cứ tàu thuyền nào của các quốc gia này muốn tự do đi lại đến các cảng Azov cũng là điều không thể.
Tháng trước, các quốc gia này đã ký tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine do Thụy Sĩ tổ chức. Tuyên bố kêu gọi cung cấp quyền tiếp cận các cảng biển ở Biển Đen và Biển Azov để đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu. Ông Patrushev nói thêm rằng số lượng các cuộc tập trận chung giữa Hải quân Nhật Bản, các nước NATO cùng các đồng minh quân sự khác của Washington vào năm 2024 đã tăng gấp 30 lần so với năm ngoái. Ông cho biết số lượng các cuộc tập trận song phương giữa Hải quân Nhật Bản và Hải quân các nước NATO cùng các đồng minh quân sự khác của Mỹ vào năm 2024 đã tăng gấp 30 lần so với năm 2023. Trước đó, hôm 18 tháng 7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nêu rõ sự hiện diện tập trung của các tàu NATO, tính cả Bulgaria và Romania, đặt ra mối đe dọa bổ sung đối với Liên bang Nga. Ông cho biết Moscow sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh của mình. Ông nói, sự hiện diện tập trung của các tàu NATO, tính cả Bulgaria và Romania, các quốc gia ven biển là thành viên của Liên minh, đặt ra mối đe dọa bổ sung đối với Liên bang Nga, đặc biệt là khi xét đến sự tham gia trực tiếp của các quốc gia NATO vào cuộc xung đột quanh Ukraine. Tuyên bố của ông Peskov được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky công bố sắc lệnh mới nhất về chiến lược an ninh hàng hải mới, sắc lệnh vạch ra chiến lược của Ukraine nhằm đảm bảo an ninh ở Biển Đen và bao gồm các biện pháp nhằm tăng cường lực lượng hải quân Ukraine, trong đó có cả sự hiện diện thường trực của lực lượng NATO ở Biển Đen. Phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!